Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mặt Họ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà cấp 4 mặt tiền đường Trần Cao Vân, thị trấn Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ngôi nhà cấp 4 của mình có vị thế vô cùng đắc địa, lô gấp hai mặt tiền, có đường dự phóng bên hông là 8m, dự phóng trước mặt nó là 15m. Hiện trạng trên đất thì đang có cái nhà cấp 4. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 6m, ô tô có thể là ra vào vô tư. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 7m, dài 23m, 161m. Diện tích công nhận nó là ngang 5, dài 23m, công nhận trong sổ nó là 115m full thổ cư. Từ vị trí ngôi nhà của mình với lại chợ Cờ Rông Năng này, đường Hùng Vương chỉ 300m. Phía sau lưng nó là công an huyện Cờ Rông Năng này, chợ Cờ Rông Năng này, trung tâm hành chính của thị trấn Cờ Rông Năng. Phía bên tay phải sau lưng nó là chợ và cái đập Phú Lộc. Từ vị trí của ngôi nhà của mình ra trung tâm ủy ban hành chính chợ, trung tâm thị trấn Cờ Rông Năng chỉ từ 3 đến 500km. Phía trước mặt của ngôi nhà của mình là cái đường dự phóng 15m, sẽ dự phóng ra tới đường Hùng Vương, kết nối với lại khu liên hợp thể thao Phước Hùng, về lại thị trấn EK, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ từ 20 đến 30km, thuận tiện kết nối đến tất cả những vị trí trọng điểm xung quanh. Thì cái thị trấn Cờ Rông Năng này đang định hướng trở thành là thị xã, cho nên là mức độ về phát triển về cơ sở hạ tầng cực kỳ cao. Đường Trần Cao Vân nối dài này sẽ ra ngay cái cổng chợ của thị trấn Cờ Rông Năng, tiếp nối với lại đường Nguyễn Tất Thành chỉ 300m, thuận tiện cho quý khách hàng và các nhà đầu tư có thể là mua về vừa làm mặt tiền kinh doanh này, có thể là làm quán tạp hóa, kinh doanh thêm những cái quán ăn vân vân, phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của mình. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ qua lại bất động sản Mặt Họ 0902669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mặt Họ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin nhắc lại, đó là bán ngôi nhà cấp 4 gấp hai mặt tiền, vị trí vô cùng đắc địa, mặt tiền đường Trần Cao Vân, thị trấn Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực thì dân cư đông đúc sầm uất, kết hợp với lại là một số cái vườn cây ăn trái, cây công nghiệp như ví dụ như là tiêu, cà phê này, sầu riêng, ở vị trí ngay thị trấn vô cùng tiềm năng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.